Em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh của Thọ Đời Phòng ạ. Vâng, ngày hôm nay thì là rất là lâu rồi cái hàng này bị cháy hàng, không có hàng ấy. Thế là ngày hôm nay thì lại về được một ít, nhưng mà có điều chỉnh giá một chút, bởi vì là hiện tại bây giờ đấy là các cái linh kiện nhập của những cái dòng này bây giờ nó lên giá. Bây giờ là công ty đã lên giá hơn so với trước một chút rồi mọi người nhá. Coi là tăng vài trăm ngàn rồi đấy. Cái này là giá chung, tất cả mọi thứ phải theo đấy ạ. Các đại lý phải theo thôi. Xin giới thiệu tất cả mọi người, đây là dòng đẩy liền vang GRS6500. Con này nó là hàng công ty chính hãng các bác nhá. Hàng công ty chính hãng. Về thẩm mỹ thì nó chung mà khỏi phải chê rồi. Một cái mặt phay rất là đẹp mọi người nhá. Pha trộn cả cái phần BK rất là đẹp thôi nhá. Đèn nhấp nháy rất là ok. Đầy đủ các chức năng. Đấy, đầy đủ các chức năng. Con này nó chạy 12 sò các bác nhá. Khai thác được 450 một kênh. Rất là khỏe các bác nhá, con này rất là khỏe luôn. Đấy, hàng công ty chính hãng. Đấy, đầy đủ nâng tiếng này. Đó. Bluetooth này, cổng quang này, USB này và trong hũ đầy đủ các bác nhá. Đấy, tất cả trong một luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp. Nếu mà đảo chê thì cái dòng này thì hơi khó đấy ạ. Về cái đồ thẩm mỹ của nó rất là đẹp. Đấy, thẩm mỹ rất là ok. Hàng công ty chính hãng bảo hành 1 năm các bác nhá. 12 sò, 450 một kênh. 450 một kênh, chơi bát 30 40 chơi ok luôn các bác nhá. Và các cái sản phẩm này đã được bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại một thời gian trước cái nào bị cháy hàng, không có hàng bán ấy, bây giờ mới về được ít thôi các bác nhá. Bác nào đã đặt hàng rồi thì nhanh tay giúp em ngày mai em sẽ ship hàng đi, còn những bác nào mà chưa đặt hàng thì nhanh tay giúp em nhá. Đấy, ok chưa? Rất là đẹp. Đấy, thẩm mỹ. Ok. Lên 2 6 7 2 3 4 5 6 7 2 6 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
luôn, giá thành hợp lý các bác nhá, giá thành hợp lý cho các bác luôn. Đấy, ok chưa? Trước thì bán rẻ hơn một chút nhưng mà hiện tại giờ giá của nó đã lưng lên và con này đang bán với giá 4.300.000 đồng. Giá này là giá tại cửa hàng các bác nhá, không bao ship ạ. Ship thì nó chung mất đâu đó tầm khoảng mấy chục 100 gì đó, thì tùy mỗi nơi ship khác nhau nên nó không kia không rõ được cái khu vực nào ship như nào thì không rõ, nhưng tóm lại là ship con này nó cũng chỉ tầm 100.000 thôi, không có gì phải suy nghĩ cả. Đấy, giá con này là 4.300.000 đồng, giá tại cửa hàng, các bác lấy đến tận lấy đấy cũng giá này luôn ạ. Thôi nhá, hàng công ty chính hãng bảo hành 1 năm cho các bác luôn. Và các bác mà mua hàng của bên em mà phát hiện đây là hàng giả hàng nhái, em xin biếu không cho các bác một con đẩy liền vang này, không cần lấy tiền, và em cam kết cho tất cả các bác đều đấy luôn. Đấy, tất cả các nhu cầu mua hàng thì mọi người gọi điện thoại trực tiếp cho em 0937481666, bởi vì các cái chế độ bản quyền của YouTube và bên Facebook ấy, Facebook thì có thể đặt được hàng nhưng mà bằng số điện thoại, nhưng mà riêng YouTube là đánh số điện thoại vào là nó không hiện đi luôn. Các bác cứ đặt hàng không ghi số điện thoại là nó không hiện, và các bác làm ơn giúp em là gọi điện trực tiếp cho em 0937481666 mọi người nhá. Kênh YouTube Thọ Âu Đời Phòng ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em mọi người nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhá.